Linh cảnh hành giả chương 351, mèo, 2. Giọng bà vương già nua, thông thả nói. Trước kia trong thôn trấn là rất náo nhiệt, vài năm trước đã xảy ra một sự kiện, mọi người liền dần dần dọn khỏi trấn âm dương. Ồ, chuyện gì thế? Trương Nguyên Thanh vội vàng hỏi. Kích hoạt kịch tình. Mọi người lập tức nâng cao tinh thần. Cái này, bà vương tựa như có chút kiên kỵ, lặng lẽ một chút, nói. Rất nhiều năm trước, đột nhiên có một ngày bắt đầu, người trên trấn liên tiếp chết đi, bọn họ bị móc tim gan. Mọi người cực kỳ sợ hãi, đều nói trong thôn trấn có tà vật. Triệu viên ngoại giàu có nhất trong thôn trấn liền từ bên ngoài mời Pháp Sư. Pháp Sư sau khi tới trên trấn, không bao lâu, đã bắt ra đầu sỏ gây nên, thì ra là hậu nhân của âm dương tán nhân, ngầm gây họa dân chúng trong thôn trấn, dùng tim gan bọn họ luyện đan. Mọi người cùng Pháp Sư đồng lòng hợp sức, diệt trừ yêu nữ kia cô ta trước khi chết phát ra nguyền rủa đối với người trong thôn trấn nguyền rủa mọi người đều sẽ biến thành mèo hậu nhân của âm dương tán nhân trương nguyên thanh cùng các đồng đội nhìn nhau hỏi sau đó thì sao bà vương thở dài mới đầu mọi người không để ý nhưng dần dần càng ngày càng nhiều người mất tích mèo trong thôn trấn cũng càng ngày càng nhiều mọi người lúc này mới sợ hãi không dám tiếp tục ở lại trong thôn trấn lục tục dời đi kẻ này rất am hiểu bắt chuyện. Nữ vương mỉm cười liếc Trương Nguyên Thanh một cái, tiếp nhận đề tài. Vậy sao bà bà không đi? Bà vương lắc đầu, bà già rồi, không muốn rời khỏi cố hương, cũng là người bước một chân vào quan tài rồi, không sợ những thứ này. Thiếu niên một yêu ngẩng đầu, nhìn xác mèo lột da treo trên xà nhà, trầm giọng nói. Vậy bà treo những con mèo này ở đây là vì cái gì? Bà Vương nói không nhanh không chậm, đây là biện pháp vị pháp sư kia để lại. Ông ta nói, treo lên xác mèo ở trong nhà, lột da, có thể phòng ngừa nguyền rủa. Thiếu niên một yêu cười lạnh một tiếng. Vừa rồi còn nói không sợ nguyền rủa. Trương Nguyên Thanh lại hỏi, bà bà, âm dương tán nhân kia là loại người nào, hậu nhân của hắn lại vì sao phải lấy tim gan người ta luyện đan? Bà Vương cảm khái nói, âm dương tán nhân là cao nhân đắc đạo, nghe nói là nhân vật như thần tiên, Hắn sau khi thành lập trấn này không bao lâu, liền phi thăng làm thần tiên. Lão bà từ nhỏ đã nghe trưởng bối nói như vậy, là thật hay giả cũng không biết. Hậu nhân của hắn ở lại trong thôn trấn này, bởi vì âm dương tán nhân, mọi người đều rất tôn kính cô ta, ai ngờ cô ta thế mà làm ra loại chuyện này. Trương Nguyên thanh sụp mí mắt suy tư, sao tu sĩ đời minh đều tà tính như thế? Ông từ Tam đạo sơn tàn sát đệ tử, hậu nhân âm dương tán nhân lấy tim gan người ta luyện đan hậu nhân âm dương tán nhân, chỉ có một mình cô ấy. Trương Nguyên Thanh nhấp một ngụm trà mát. Đúng vậy, hậu nhân âm dương tán nhân phần lớn đều bịp bợm, nghe nói là vì một người phi thăng, hết sạch khí số gia tộc. Bà Vương nói. Nhưng trên thực tế, âm dương tán nhân chưa phi thăng, hắn mục đích trường sinh thất bại. Hậu nhân của hắn lấy tim gan luyện đan, có thể có liên quan với trường sinh hay không? Trương Nguyên Thanh đang suy nghĩ, chợt nghe quan nhã hỏi bà bà, trừ chúng cháu, trong thôn trấn trước kia từng có người từ bên ngoài tới không? Bà Vương liếc cô một cái, lặng lẽ nói, có. Vậy bọn họ đều ở nơi này làm gì? Quan Nhã mỉm cười nói. Bà Vương chần chờ nói, lão bà không nhớ. Người khác không biết Quan Nhã vì sao hỏi việc này, nhưng Trương Nguyên Thanh và Nữ Vương ngẩn người, tiếp đó lâm vào trầm ngâm. Bọn họ là từng xem vài phần phương án vượt bản, trong mấy phần phương án vượt bản đó chưa nói tới chuyện nguyền rủa hơn nữa trong nội dung phương án vượt bản trấn âm dương cũng không phải không có một bóng người bằng không làm sao ở trong khách sạn phá án chứ là vì phó bản không ngừng biến hóa mỗi một đám linh cảnh hành giả nhiệm vụ phụ tuyến khác nhau nếu là như vậy vậy nhiệm vụ ẩn ma quân nói mình còn có thể gặp được không chi nhánh hắn cùng mình trải qua khẳng định không giống nhau nếu nhiệm vụ ẩn chỉ có một cái chi nhánh cố định mới kích hoạt, vậy quá xỏ lá rồi, cũng không công bằng. Bỏ đi, trước mặt kệ nhiệm vụ ẩn, chúng ta kích hoạt nhiệm vụ phụ tuyến này của bà Vương là cái gì? Bài trường nguyên rủa Nghĩ đến đây, trương nguyên thanh thử nói, bà bà, ngài có cái gì cần chúng cháu hỗ trợ không? Bà Vương lắc đầu. Lúc này, Lý Thuần Phong thử nói. Bà bà, trừ bà ra, trong trấn nhỏ còn có ai khác không? Bà Vương ngẫm nghĩ, giọng già nua nói. Trừ lão bà, còn có sáu người, một người là từ quả phụ phía tây thôn trấn, một người là triệu viên ngoại, ở trung tâm thôn trấn, tòa nhà lớn nhất kia chính là nhà hắn. Một người là thợ rèn vương. Còn có chính là vị pháp sư kia triệu viên ngoại mời đến, hắn ở nơi nào bà không quá rõ. Thanh niên mặt tròn cực ngẫu ngẩn ra, vậy mới năm người nha, còn một người nữa đâu. Bà Vương liếc hắn một cái, nói một người cuối cùng là con trai của lão bà. Cật ngẫu kinh ngạc nói, con ngài. Anh ta ở đâu? Bà Vương ngoái đầu nhìn lại về phía căn phòng mới đi ra, lặng lẽ nói, nó ở ngay bên trong. Nói xong, bà quay đầu, nhìn về phía mọi người, trên khuôn mặt già nua tràn đầy nếp nhăn lộ ra một nụ cười quỷ dị. Các người rất nhanh có thể nhìn thấy nó. Không biết vì sao, trong lòng Trương Nguyên Thanh theo bản năng trầm xuống. Sau đó, hắn thấy một màn đáng sợ, hỏa đức tinh quân ngồi ở đối diện hắn, con ngươi co rút lại thành cái khe, hóa thành mắt mèo xanh biếc, má, cổ, mu bàn tay hắn mọc ra lông đen xì dày đặc. Tiên, ngài đã bị nguyền rủa. Bên tai trương nguyên thanh nghe thấy tiếng linh cảnh nhắc nhở. Nguyền rủa. Mình chẳng lẽ không phải uống nhầm lông mèo bát kinh sơn sao? Hắn mua vui trong khổ nghĩ. Theo bản năng muốn thi triển kỹ năng, lại phát hiện mình đã mất đi toàn bộ năng lực đồng thời cũng mất đi cảm ứng đối với ô vật phẩm. Sau khi biến thành mèo, toàn bộ năng lực đều đã biến mất. Nguyền rủa, đây là lực lượng của nghề nghiệp vu cổ sư. Trấn Âm Dương là phó bản đoàn đội đối kháng, có nguyên tố nghề nghiệp tà ác có thể lý giải, nhưng mình bị nguyền lúc nào, hoàn toàn không có cảm ứng nha, vấn đề nước trà. Không đúng, nữ vương và Lý Thuần Phong chưa uống nước. Nghĩ đến đây, hắn nhìn về phía sáu đồng bạn, mèo hỏa đức tinh quân xù lông ở tại chỗ, tật ngẫu và lý thuần phong hóa thân mèo mướp nhìn chung quanh không ngừng thét chói tai tựa như còn chưa từ trong hoảng sợ biến thành mèo thoát ra Ly nguyên thượng thảo thì tò mò đánh giá thân thể của mình trong ánh mắt tuy có ngưng trọng nhưng không phản cảm đối với chuyện biến thành mèo này mèo nữ vương ngồi ở trên mặt đất bên cạnh là quần áo cùng giày phân tán trên cái tai nhọn của cô treo hai quả vòng tròn màu bạc móng vuốt mèo không ngừng vồ vòng tròn cúng lên kêu meo 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 vòng tai của cô là đạo cụ tựa như không dùng được, như vậy xem ra, cho dù trước đó lấy ra đạo cụ cũng vẫn sẽ bị phong ấn. Trương Nguyên Thanh lại nhìn về phía quan nhã. Mèo quan nhã bình tĩnh nhất, ở lúc bà Vương gọi con à, liền cất bước bốn cái chân, yên lặng lui về phía sau. Con à, ra đi, mẹ mang đến hai cô nương xinh đẹp cho con, cuối cùng có cô gái cho con giải buồn rồi. Con à, chính là không quản được sắc tâm, mới rơi vào kết cục hôm nay. Cô nàng này da non thịt mềm, bộ dạng rất xinh xắn con con còn chờ cái gì bà vương thanh âm già nua khàn khàn một tiếng lại một tiếng giống như gọi hồn một bên khác của giếng trời cửa phòng đóng chặt mở ra mọi người không mọi mèo lập tức ngẩng cổ nhìn qua từ trong khe cửa mở ra có thể nhìn thấy giữa phòng dùng hai cái ghế gỗ đỡ một cái quan tài quan tài sơn màu đỏ tươi trên đất hỗn độn phân tán chỉ đỏ cùng với một lá bùa màu tím chỉ đỏ cùng bùa là trói buộc thứ trong quan tài bà ta vừa rồi lúc vào nhà, giải trừ trói buộc. Mèo quan nhã thân là thám báo, lập tức suy đoán ra chi tiết này. Két. Két, trong quan tài truyền đến tiếng móng tay ma sát gỗ, khủng bố dọa người. Ngay sau đó, nắp quan tài văng ra, rơi xuống đất. Một gương mặt đàn ông xấu xí thò ra, ngũ quan thiên hướng mèo, nhưng lại quả thật là mặt người, dị thường xấu xí đáng sợ. Càng khủng bố hơn là, khi hắn bò ra khỏi quan tài, đàn mèo mới nhìn rõ, đây là một con mèo to bị lột da, thịt màu đỏ trần trụi bại lộ ở trong không khí. Con mèo lớn dài chừng một thước, cái đuôi màu đỏ nhẹ nhàng vung vẩy ở sau người, đoạn cuối mọc gai xương. Khuôn mặt của hắn dữ tợn, trong mắt lóe ra hung quan khát máu cùng dâm đảng. Lưng trương nguyên thanh phát lạnh, cảm nhận được một uy hiếp bắt nguồn từ ghen, không tự giác cong lưng nhe răng, phát ra tiếng kêu gừ gừ. Mà đồng bạn khác cũng làm ra phản ứng tương tự. Con mèo lớn tức bước nhẹ nhàng, ánh mắt hung tàn tập trung bảy đồng loại trong phòng. Trương Nguyên Thanh nói, mèo 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 mèo, PS chúng ta đã kích hoạt kịch tình, phải giết chết con mèo quái vật này mới có thể rời khỏi, sáu đồng bạn mờ mịt nhìn hắn. Cho dù đã biến thành mèo, nhưng bọn họ không nghe hiểu tiếng mèo. Đúng lúc này, quan nhã luôn nhìn chầm chầm con mèo lớn màu máu, phát ra tiếng mèo kêu trong trẻo, cảnh báo, mèo 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 mèo, mèo PS cẩn thận. Ngay sau đó, con mèo lớn máu thịt nhầy nhụa kia hóa thành tàn ảnh màu đỏ lao tới bổ nhào về phía lý thuần phong nhìn như yếu nhất lý thuần phong bày ra sự linh hoạt một con mèo nên có dựng thẳng cái đuôi như mũi tên nhọn lao sang một bên nhưng con mèo to so với hắn còn nhanh hơn nhanh chóng đuổi theo vừa vồ vừa cắn liền cắn chặt cổ lý thuần phong ngẩng đầu lên dùng sức quăng lý thuần phong phát ra tiếng kêu thê lương mèo đen hỏa đức tinh quân hóa thân vừa thét chói tai cao vút vừa tung mình nhảy lên lao tới cắn con mèo to. Bốt. Cái đuôi mang theo gai xương, như sợi roi vụt bay mèo đen, vụt hắn rơi xuống đất co giật. Thực lực hai bên trên lệch quá lớn, ở trước mặt con mèo lớn này, đàn mèo nhỏ yếu tựa như con chuột. Mắt thấy Lý Thuần Phong sắp bị cắn đứt cổ, Trương Nguyên Thanh lao đi, tránh đi phạm vi công kích của cái đuôi con mèo to, tung người bổ nhào, hắn bổ nhào tới cổ con mèo to, mở ra răng nanh, cắn một phát lên tai con mèo to, con mèo to phát ra tiếng kêu đau, trăng nanh buông lỏng, Lý Thuần Phong ngã xuống. Lông cổ của hắn bị máu tươi nhuộm đỏ, kinh hải chạy sang một bên. Khi hắn chạy trốn tới bên tường, adrenaline rút lui, vô lực cục ngã xuống đất, ánh mắt dần tiêu tán, phát ra tiếng kêu khe khẽ. Lúc này mới một hiệp, một đội viên đã chết. Con mèo to lắc đầu hai cái, chưa thể hất trương nguyên thanh ra, lập tức cúi đầu, dơ lên đệm thịt, vương móng vuốt ra, cào mạnh một cái lưng trương nguyên thanh lập tức xuất hiện vết máu có máu tươi đỏ bắn vụt ra hắn không thể không buông ra từ trên đầu con mèo to rơi xuống chạy trốn tứ chi như bay vành tai con mèo to rõ máu tươi giận dữ đuổi theo trương nguyên thanh đột nhiên cái đuôi đau đớn là có kẻ cắn cái đuôi hắn con mèo to xoay lại cắn chặt vào cổ cực ngẫu nào ngờ đây là mèo mướp hình thể hơi béo da thô thịt dày răng nanh sắc bén chưa thể lập tức cắn rách làn da con mèo to ngẩng đầu lên lắc đầu một lần nữa trong nháy mắt này trương nguyên thanh giết trở về lao về phía sau lưng con mèo to mà mèo nữ vương cùng mèo quan nhã từ bên trái tấn công hỏa đức tinh quân cùng ly ly nguyên thượng thảo từ phía bên phải tiến công đàn mèo ùa lên bọn họ không có đường lui con mèo người này một hiệp đã cắn chết lý thuần phong lúc này bất cứ sự lùi bước cùng do dự nào đều sẽ khiến đội ngũ đoàn diệt con mèo to mặt người ngoạm mèo mướp đứng thẳng mà đi đệm thịt bắn ra vuốt sắt móng vuốt hai bên phân biệt nhấn một cái, đè lại mèo nữ vương cùng mèo ly ly nguyên thượng thảo, tiếp theo quất cái đuôi. Bốt! Trương Nguyên Thanh nhảy lên cao cao tựa như một quả bóng tennis, bị quật trúng đập lên trên tường. Hắn suy sụp rơi xuống đất, miệng mũi chảy máu, ngực bụng có thêm vài lỗ thủng, ồ ồ trào máu. Quan Nhã chưa gặp công kích, dùng vuốt sắt ở trên thân mèo mặt người cào ra từng vết máu. Mà hỏa đức tinh quân thì cắm vào bụng mèo mặt người, cắn xuống một khối thịt nhỏ mèo mặt người thét chói tai thê lương thân thể xoay tròn kéo cái đuôi quất bay mèo đen tiếp theo hướng quan nhã thò đầu cắn nhưng quan nhã quẩy đuôi lui về phía sau sức soát vừa đủ tránh được răng nhọn của hắn mèo mặt người đành phải rụt đầu nhổ ra mèo mướp béo nửa chết nửa sống giơ móng vuốt phải ấn ly ly nguyên thượng thảo dùng sức vung đầu chỉ nghe rắc một tiếng cổ ly ly nguyên thượng thảo gãy một tiếng rắc này khiến toàn bộ mèo trong lòng căng thẳng mèo mặt người thuận miệng vứt ly ly nguyên thượng thảo đến một bên. Ly ly nguyên thượng thảo tê dại trên mặt sàn, tứ chi co giật, bụng kịch liệt thở dốc, mắt thấy không còn mấy phút để sống. Trương Nguyên Thanh ghé vào bên tường tâm tình chìm vào đáy vực. Lý Thuần Phong giờ phút này đã hít vào nhiều thở ra ít, ly ly nguyên thượng thảo bị cắn đứt cổ, nhắm chừng chết sẽ so với Lý Thuần Phong càng nhanh hơn. Hỏa đức tinh quân bị gai xương quật hai lần, bản thân bị thương nặng không thể chiến đấu mà tình huống của mình cũng không khác lắm. Trước mắt chưa bị thương chỉ có quan nhã cùng nữ vương, mà người sau bị đè dưới vuốt mèo, có thể chiến đấu chỉ có quan nhã. Đây là hướng đi của đoàn diệt. Sau khi cắn đứt cổ ly ly nguyên thượng thảo, mèo mặt người chưa tiếp tục công kích quan nhã, mà là cúi đầu, ở trên thân mèo nữ vương không ngừng ngửi, cánh mũi co rúng, nó muốn chơi. Trong lòng trương nguyên thanh dân lên cảm giác không tốt. Một giây sau, dự cảm trở thành sự thật, theo mèo mặt người khẽ hít ngửi, trong túi da phồng lên của hắn thò ra một cây súng dài nhỏ màu đỏ đậm, phần đầu có gai thịt nhỏ dày. Mèo nữ vương tựa như cảm ứng được cái gì, kịch liệt dãy dụa bò dậy, phát ra tiếng thét chói tai sắc bén. Mèo đen hỏa đức tinh quân dãy dụa muốn đứng lên, nhưng mất máu cùng đau đớn khiến hắn không thể đứng dậy, chỉ có thể phát ra tiếng kêu phẫn nộ mà không làm gì được. Lúc này, bà vương đứng ở dưới giếng trời quan sát, cười nói. Cô nương, đừng phản kháng con ta ở nơi quỷ quái này đợi rất nhiều năm rồi nó rất tịch mịch xin cô thương xót để con ta tiêu khiển một chút nó sẽ không hại cô những người này đều phải chết nhưng cô có thể không cần chết nữ vương thét chói tai thê lương trong ánh mắt của cô lộ ra bất lực cùng tuyệt vọng quan nhã cong lưng lên tạo thế muốn vồ mèo mặt người nghe răng với cô phát ra uy hiếp đồng thời cong lưng lên hạ thân tới gần nữ vương quan nhã tạo thế muốn vồ mèo mặt người lập tức dừng lại một lần nữa nghe răng với cô hai bên bắt đầu giằng co ánh mắt quan nhã liên tiếp nhìn về phía trương nguyên thanh lúc này cô nếu xông lên vậy vận mệnh của nữ vương có thể sẽ chuyển dời đến trên thân cô hình thể tốc độ cùng lực lượng của mèo mặt người đối với bọn họ lúc này mà nói là không thể chiến thắng cô đang kéo dài thời gian để mình nghĩ biện pháp trương nguyên thanh xem hiểu ý tứ quan nhã ý niệm của hắn nhanh chóng chuyển động trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra phương pháp phá cục đạo cụ không thể sử dụng bằng không có thể dùng chày phục ma tịnh hóa phá giải nguyền rủa vật lộn cũng không có phần thắng trong linh cảnh nhắc nhở không có biểu hiện thời gian nguyền rủa cũng chính là nói nguyền rủa này là không có thời gian hạn chế sẽ kéo dài mãi phải nghĩ cách phải nghĩ cách trong lòng hắn gấp muốn chết nhưng càng gấp càng nghĩ không ra biện pháp lúc này trương nguyên thanh thấy bên tường đối diện lý thuần phong sắp chết gian nan quay đầu ngẩng đầu lên ra hiệu hắn nhìn xác mèo treo trên xà nhà xác mèo linh cảm giống như tia chớp bổ vào trong đầu trương nguyên thanh ngọn nguồn nguyên rủa là cái gì trong phương án vượt bản liên quan trấn âm dương chưa nói tới nguyên rủa biến thành mèo cũng không giống bà vương nói như vậy bắt nguồn từ hậu nhân của âm dương tán nhân môi giới của nguyên rủa là cái gì đồng đội không uống trà cũng biến thành mèo cho nên không phải nước trà. Là xác mèo trên xà nhà. Trương Nguyên Thanh cố nén đau đớn cùng mệt mỏi, bò dậy, không quá nhanh nhẹn lao về phía cột trụ, trong đệm thịt nhô ra móng vuốt, gian nan dọc theo cây cột trèo về phía xà nhà. Bà Vương dưới giếng trời biến sắc hẳn, kêu lên, con à, mau, mau giết hắn. Mèo mặt người ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trương Nguyên Thanh đang leo trèo, lập tức bỏ lại nữ vương, bắn nhẹ một cái, liền nhảy tới trên cột, nhanh chóng đuổi theo Trương Nguyên Thanh. Trương Nguyên Thanh da đầu phát tê, nguy cơ tử vong khiến adrenaline của hắn tăng vọt, tung người nhảy. Hắn vừa nhảy lên, vị trí ban đầu đã bị mèo mặt người thay thế. Trương Nguyên Thanh ở không trung mở ra tứ chi, móng vuốt suýt soát vừa đủ ôm lấy thân thể một cái xác mèo lột da, lúc này mới chưa ngã xuống. Hắn nhanh chóng dọc theo xác mèo leo lên trên, mở ra răng nanh bén nhọn, phực một tiếng cắn đứt dây thừng. Hai con mèo cùng nhau rơi xuống theo xác mèo rơi xuống vô hình trung trận thế nào đó giống như bị đánh vỡ trong phòng khách nổi lên trận gió âm hàn mèo mặt người trên cột rơi xuống đau đớn lăn lộn mặt người của nó nhanh chóng hóa mèo biến thành con mèo quái dị rõ đầu rõ đuôi lý trí vốn không nhiều trong con ngươi bị điên cuồng cùng, cùng khát máu thay thế trong máu thịt của nó mọc ra gai xương rậm rạp trong vài giây nó trở nên càng thêm dữ tợn càng thêm đáng sợ nó chậm rãi đứng lên lắc lắc đầu trong cổ phát ra tiếng gầm nhẹ, gừ gừ. Bà Vương biến sắc hẳn, vấp váp chạy qua, con à, mau, mau về trong quan tài. Mèo mặt người, không, quái miêu nghe được tiếng, xoay phát đầu lại, bổ ngã bà Vương, trăng nanh sắc bén cắn cổ mẫu thân. Trắc, xương cổ gãy, máu tươi đỏ sẫm phun trào ra. Móng vuốt con mèo lớn đè thân thể bà Vương, bắt đầu nhanh chóng gặm cắn. Tay chân bà Vương co giật một trận, rất nhanh đã không nhúc nhích nữa mà lúc này trương nguyên thanh nghe thấy xương cốt bản thân nổ vang lông mèo lùi về lỗ chân lông đệm thịt dần hóa thành bàn tay quan nhã cầm lên quần áo của mình bỏ chạy quay đầu thấy nữ vương lông mèo co lại chưa hết kinh hồn cô lại kéo quần áo tiến lên cho mèo nữ vương một cái tát mèo nữ vương lúc này mới bừng tỉnh phát hiện thân thể bắt đầu khôi phục lập tức cắp quần áo lên theo quan nhã xuyên qua giếng trời lao vào phòng rốt cuộc đã xong Trương Nguyên Thanh lưu luyến nhìn theo bóng lưng hai nữ đồng đội. Mười mấy giây sau, tay chân hắn biến thành, ngón chân cùng ngón tay lộ ra, một lần nữa biến thành hình người. Nguyên rũ rút lui rồi. Lý Thuần Phong bên tường, Ly Ly Nguyên Thượng Thảo bên giếng trời, hỏa đức tinh quân bên cạnh bàn đều đã trở về hình người, cả người trần trụi. Nhưng thương thế của bọn họ cũng chưa khôi phục, vẫn thở hổn hển như cũ. Con mèo to lớn phát hiện biến hóa phía sau, quay cái đầu dính đầy máu tươi, thấy Trương Nguyên Thanh đang đứng dậy. Nó nháy mắt nghe răng nanh, răng nhọn trắng nhẫn đã bị máu tươi nhuộm đỏ, treo sợi thịt. Con mèo to bỏ lại xác bà Vương, hóa thành tàn ảnh bổ nhào tới. Lúc này lại nhìn, liền cảm thấy nó thật sự quá yếu. Trương Nguyên Thanh bước lên trước một bước, bóp chặt cổ con mèo to, một bàn tay khác triệu hồi ra lưỡi dao khát máu. Mà khi hắn chuẩn bị cắm lưỡi dao khát máu vào con mèo quá dị, bỗng nhiên nhớ tới ma quân nói, nếu như ta có thể ngăn trở sắc đẹp cùng sát ý, có lẽ có thể hữu hiệu phát hiện nhiệm vụ ẩn. Sắc đẹp có thể lý giải, nhưng ngăn cản sát ý là có ý tứ gì? Loại phó bản này có thể không giết chóc sao? Khẳng định không phải chỉ trận doanh hợp pháp cùng tà ác giết chóc, bằng không ma quân không sống sót được, không có khả năng vượt qua nhiệm vụ trấn âm dương. Không giết chóc, có thể chỉ là không giết quái vật trong phó bản hay không? Trương Nguyên Thanh dơ quái vật lên, đập mạnh xuống đất một cái quái vật nháy mắt an tĩnh lại ngực bụng phập phồng lâm vào trạng thái nửa hôn mê lúc này quan nhã và nữ vương quần áo đầy đủ từ trong phòng đi ra hai người nhìn lướt qua trương nguyên thanh trần truồng liền thu hồi ánh mắt quan nhã bước nhanh đi tới đi thẳng về phía lý thuần phong cô ngồi sổng bên cạnh lý thuần phong gần chết trong tay có thêm một ống tim trong ống tim là chất lỏng màu vàng nhạt quan nhã đâm ống tim vào tĩnh mạch của lý thuần phong bơm vào nửa ống chất lỏng màu vàng tiếp theo lại mang nửa ống chất lỏng còn lại phân biệt tiêm vào cho hỏa đức tinh quân cùng cực ngẫu, sao chị không tiêm cho cậu ta? Trương Nguyên Thanh nhìn về phía ly ly nguyên thượng thảo. Thiếu niên một yêu trên rỉ một tiếng, mở mắt, ngồi dậy nói, tôi không cần, tôi có kỹ năng hồi phục. Một yêu ở trước cái chết, sẽ tự động kích phát sống lại, một ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Hắn vặn vẹo cổ, phát ra tiếng rắc rắc, ta đã sớm sống lại, vừa rồi đang giả chết. Lúc này, ba người Lý Thuần Phong Hỏa Đức Tinh Quân cùng Cật Ngẫu đều đứng dậy. Sinh mệnh nguyên dịch, cô thế mà có sinh mệnh nguyên dịch, cho dù là bị pha loãng, nhưng thứ này là vật tư chiến lược của ngũ hành minh. Lý Thuần Phong cảm kích nói, đa tạ đa tạ. Địa vị cô gái này ở chính phủ chỉ sợ không thấp. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa đã chết, cái này con mẹ nó chính là phó bản cấp A. Vậy cấp S là khó bao nhiêu? Hỏa đức tinh quân thì không nghĩ nhiều như vậy, hùng hổ liệt một câu tiếp đó hướng quan nhã cảm tạ ông đây nợ cô một cái mạng nhất định trả lại cô quan nhã nhìn quét đàn ông trần trùng đầy một phòng cười mỉm nói còn không mau mặc quần áo vào mấy con sâu lông lộ ra quan vinh lắm đợi mấy người mặc quần áo nữ vương khẽ thở vào một hơi tới bên cạnh trương nguyên thanh thấp giọng nói đa tạ nếu không phải cậu phá giải nguyền rủa tôi thật không dám tưởng tượng mình vừa rồi sẽ gặp phải cái gì cô đừng sinh ra ám ảnh tâm lý đối với đàn ông là được rồi, Trương Nguyên Thanh không kể công, nói, là Lý Thuần Phong cho nhắc nhở. Lý Thuần Phong nói, vật trung gian của nguyền rủa là xác mèo, chúng nó hình thành một trận pháp nguyền rủa. Tôi đã sớm nghĩ tới, nhưng mấy người bận ứng phó con quái vật này, chưa có ai chú ý, nói xem, cậu còn giữ nó làm cái gì, giết đi. Giữ lại nó đã, tôi muốn làm thực nghiệm. Trương Nguyên Thanh nhìn quét mọi người nói. Tính tới trước mắt, tôi còn chưa thu được linh cảnh nhắc nhở, mọi người thì sao? Các đồng đội đều lắc đầu. Xem ra là không có nhắc nhở, loại phó bản này phiền toái nhất. Trương Nguyên Thanh thở dài. Quan Nhã từ trong túi lấy ra một con búp bê hình người, nói, chúng tôi vừa rồi ở trong phòng phát hiện cái này. Con rối này là cỏ bệnh thành, chế tác thô ráp, cả người cắm đầy kim nhỏ, mặt trước dán một tờ giấy, viết, từ Tú Nhi. Từ Tú Nhi trương nguyên thanh trầm ngâm một phen nói ở trong linh cảnh cấp s đầu tiên tôi trải qua tin tức phó bản là muốn linh cảnh hành giả tự mình đi suy luận và giải mật mã trấn âm dương này thoạt nhìn cũng thế cũng may bà vương này cho tin tức đã đủ nhiều chúng ta nhìn lại một lần đi chẳng qua tôi dùng nó làm thực nghiệm trước nói xong xách lên con mèo to nửa chết nửa sống đi về phía căn phòng hắn muốn làm gì mọi người nhìn nhau bước nhanh đuổi theo Trương Nguyên Thanh sách theo sát mèo, bước qua bậc cửa, vì phòng ngừa con quái vật này giả chết, hắn vung lên đập về phía bậc cửa. Con mèo lớn lột da đã bị thương nặng, tứ chi giãy mạnh một cái, tựa như lại ngất đi. Trương Nguyên Thanh lúc này mới yên tâm ném con mèo to vào quan tài, lại cúi người nhấc lên nắp quan tài, một lần nữa bịt lại. Lúc này, các đồng đội đi theo vào phòng, phát hiện con mèo quái dị lột da không còn bóng dáng, lại nhìn thấy nắp quan tài đóng lại, quan nhã kinh ngạc nói, Sao cậu lại nhốt trở về rồi? Cũng nói là thực nghiệm rồi. Tôi bây giờ làm sao trả lời chị được? Trương Nguyên Thanh cúi đầu, nhìn dây thường đỏ cùng lá bùa tím phân tán trên mặt đất, nói: Lý Thuần Phong, anh biết những thứ này là cái gì không? Mọi người nhìn về phía Lý Thuần Phong, vị học sĩ tri thức uyên bác này sờ cầm, quay chung quanh quan tài đánh giá một phen, lại nhặt lên lá bùa cùng dây thường đỏ trên mặt đất, ngửi ngửi, đưa ra suy đoán: dây thường đỏ khóa oán bùa tím dưỡng sát, kỳ, cái quan tài này đã là phong ấn, lại là giường ấm nuôi dưỡng quái vật. Không hổ là học sĩ, cơ sở dữ liệu di động. Trương Nguyên Thanh gật gật đầu, anh có thể mang dây thường đỏ cùng bùa tím phục hồi như cũ không? Lý Thuần Phong nói, phục hồi như cũ. Không, cậu hiểu lầm rồi, tùy tiện buộc, không có chú ý. Tùy tiện buộc. Tôi còn tưởng phải như bắn ống mực, bắn đầy cả cái quan tài, bắn thiếu một lần sẽ xảy ra vấn đề lớn. Trương Nguyên Thanh thấy Lý Thuần Phong nhặt lên dây thừng đỏ, vội tiếp nhận. Để tôi đi. Lúc này, hắn mang dây thừng đỏ quấn quanh ở mặt ngoài quan tài sơn đỏ, thắt nút lại, sau đó nhặt lên lá bùa tím, ở dưới Lý Thuần Phong ra hiệu, dán ở trên quan tài. Cho nên, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Các đồng đội mờ mịt nhìn hắn. Ở khoảnh khắc Trương Nguyên Thanh dán lên lá bùa tím, bên tai vang lên tiếng linh cảnh nhắc nhở chỉ có hắn có thể nghe thấy. Tiên, ngài đã kích hoạt nhiệm vụ ẩn sát mèo vĩnh hằng một trên ba xác mèo vĩnh hằng đây là một quái vật bị nguyền rủa nó không có lúc nào là không tản ra lực nguyền rủa tuyệt đối đừng tới gần hắn sẽ bị nguyền rủa ô nhiễm biến thành mèo hoang ghi chú ta muốn khiến hắn vĩnh viễn không thể siêu thoát đạo cụ nhiệm vụ một khối ngọc vỡ thật sự kích hoạt nhiệm vụ ẩn rồi phỏng đoán của mình không sai khắc chế giết chóc theo như lời ma quân chỉ là ý tứ này trong lòng trương nguyên thanh mừng rỡ dựa theo ma quân phỏng đoán đạo cụ của nhiệm vụ ẩn là âm dương tán nhân để lại vị nhân vật trong truyền thuyết kia cấp bậc không thấp không biết sẽ có đạo cụ gì lưu lại nếu là đạo cụ loại quy tắc vậy lãi to rồi trương nguyên thanh áp chế vui sướng cùng chờ mong trong lòng dời sức chú ý về bản thân nhiệm vụ ẩn quái vật này là bị ai nguyền rủa căn cứ ghi chú nhắc nhở người hạ nguyền rủa đối với hắn có oán hận khắc cốt ghi tâm muốn cho hắn vĩnh viễn không thể siêu sinh ta biết rồi cho nên không cần giết con mèo lớn lột da bởi vì giết hắn ngược lại khiến hắn siêu thoát trái với ý nguyện của kẻ nguyền rủa như vậy xem ra nhiệm vụ ẩn chỉ hướng là kẻ nguyền rủa nhưng kẻ nguyền rủa sẽ là ai đây trương nguyên thanh kiềm chế suy nghĩ nói với các đồng bạn suy đoán của tôi đã được nghiệm chứng kế tiếp chúng ta đến nhìn lại một lần đi hỏa đức tinh quân lười động não gọn gàng dứt khoát nói cậu là đội trưởng cậu nói trước người khác đều gật đầu trải qua vừa rồi cùng chung hoạn nạn sức ngưng tụ của đội ngũ tăng cường rất nhiều tín nhiệm nảy sinh ở trong lòng nhau trương nguyên thanh tìm từ vài giây nói đầu tiên từ câu chuyện bối cảnh trấn âm dương bắt đầu đi câu chuyện vừa rồi bà vương kể mọi người đều nghe rồi câu chuyện này có bộ phận là chân thật nhưng cũng có thành phần giả dối Ví dụ như nguyền rủa của hậu nhân âm dương tán nhân. Tôi từng xem vài phần phương án vượt bản trấn âm dương, mấy đám linh cảnh hành giả trước vào phó bản, chưa nhắc tới chuyện nguyền rủa, mà bọn họ cùng cư dân trong thôn trấn là có tương tác, chuyện lớn như vậy, sớm nên đào ra rồi. Cho nên, nguyền rủa bà Vương nói là giả, nhưng nguyền rủa biến thành mèo quả thật tồn tại. Mà người bị nguyền rủa này, chính là con trai của bà ta. Trương Nguyên Thanh nhìn về phía quan tài sơn đỏ, Đồng đội khác vừa nghe vừa gật đầu, tán đồng Trương Nguyên Thanh phân tích. Có đạo lý. Quan Nhã gật đầu, nói, hơn nữa chị bổ sung một lần, nguyền rũ biến thành mèo hẳn là chỉ có kích hoạt bà vương tuyến này mới được. Linh cảnh hành giả trước kia đi không phải đoạn kịch tình này. Cô hướng Trương Nguyên Thanh mỉm cười, cậu tiếp tục nói. Thân là thám báo, năng lực quan sát, phân tích của cô mạnh hơn Trương Nguyên Thanh rất nhiều, nhưng loại cơ hội tạo uy vọng đội trưởng này, cô đương nhiên sẽ không tranh đoạt, nhiều nhất ở bên cạnh tìm sơ hở bù lại. Trương Nguyên Thanh tiếp tục nói. Như vậy nguyền rủa con trai bà ta là đến như thế nào? Nữ vương đảo mắt, nhớ tới cái gì, dành trả lời, bà vương từng nói, con của bà ta là không quản được sắc tâm, mới lưu lạc tới kết cục hôm nay. Dứt lời, trừ hỏa đức tinh quân, mọi người đều nhìn về phía bù nhìn trong tay quan nhã. Có thể bị bà vương làm thành bù nhìn nguyền rủa, quán hận như thế, từ Tú Nhi này nhất định làm chuyện khiến bà ta không thể tha thứ. Lại kết hợp lời bà Vương từng nói, cùng với cảnh ngộ của con trai bà. Tôi biết rồi." Hỏa Đức Tinh Quân mãi mới phản ứng lại, hưng phấn nói, "Là từ Tú Nhi này nguyền rủa con trai bà ta, nhưng từ Tú Nhi là ai?" Trương Nguyên Thanh nhắc nhở, "Trong thôn trấn chỉ có 6 người, ai họ Từ?" "Ai vậy?" Hỏa Đức Tinh Quân hỏi ngược lại. Trương Nguyên Thanh suýt nữa thốt ra một câu, má mi nói, từ quả phụ. Hỏa đức kinh quân bừng tỉnh đại ngộ. Nếu người hạ nguyền rủa là từ quả phụ, như vậy nhiệm vụ ẩn chỉ hướng chính là cô, mục tiêu rất rõ ràng. Trương Nguyên Thanh không khỏi nhớ tới ma quân cảm khái, giết chóc và sắc đẹp. Như vậy xem ra, ma quân loại háo sắc mang đời đời con cháu trải khắp nơi này, khẳng định đã làm chuyện gì không thể miêu tả đối với từ quả phụ. Thanh niên mặt tròn tật ngẫu phấn chấn nói vậy mục tiêu một bước tiếp theo của chúng ta rất rõ ràng rồi chính là từ quả phụ này việc này không nên chậm trễ chúng ta nhanh chóng xuất phát phải vượt ở trước trận doanh tà ác đi xong kịch tình chi nhánh đến quảng trường trung tâm thôn trấn người khác vẻ mặt hưng phấn chỉ có quan nhã nhíu mày ánh mắt đặt ở trên người trương nguyên thanh trương nguyên thanh nói từ quả phụ khẳng định phải đi tìm nhưng có một việc tôi không nghĩ thông lý thuần phong anh hiểu biết nhiều nhất kiến thức quyên bác nhất anh cảm thấy chỉ bằng xác mèo treo bên ngoài, có thể hoàn thành một cái nguyền rủa cường đại sao? Mọi người không biết hắn vì sao có câu hỏi này. Lý Thuần Phong ngẩn ra một phen, lâm vào trầm ngâm. Mười mấy giây sau, hắn vỗ mạnh đầu, nói, "Cái này không đúng nha, cái này không đúng nha, cái gì không đúng, không đúng chỗ nào?" Thấy Lý Thuần Phong bộ dáng như được thức tỉnh, Hỏa Đức Tinh Quân vội nói, "Cậu nói rõ ràng đi." Lý Thuần Phong trầm giọng nói, xác mèo là trung gian nhưng không phải ngọn nguồn nguyền rủa tựa như vua cổ sư ở lúc nguyền rủa mục tiêu sẽ nghĩ cách kiếm được ảnh chụp ngày sinh tháng đẻ máu thịt da tóc các thứ của hắn mấy thứ này là vật trung gian mà ngọn nguồn thật sự là lực lượng của vua cổ sư ngọn nguồn lực lượng chúng ta biến thành mèo ở nơi nào tôi vốn tưởng là bà vương nhưng bà vương rõ ràng là người thường bằng không sao có thể dễ dàng như thế bị cắn chết mặt khác bù nhìn cũng là chứng minh mọi người nhất thời nhìn về phía bù nhìn trong tay quan nhã. Đây là một con bù nhìn bình thường, thủ pháp nguyền rũ ngây thơ buồn cười, bà Vương nếu là vua cổ sư, sẽ không làm ra loại bù nhìn sức sẹo này. Lý Thuần Phong nói. Ly li Ly Nguyên Thượng Thảo lặng lẽ ít lời nói, quả thật là điểm đáng ngờ, nhưng cái đó và nhiệm vụ kịch tình có quan hệ gì? Trương Nguyên Thanh chưa đáp lại vấn đề của Ly li Ly Nguyên Thượng Thảo, nói. Đương nhiên là có quan hệ, không làm rõ toàn bộ điểm đáng ngờ, Bây giờ nhìn không có gì, đợi tới giai đoạn sau của phó bản, có thể sẽ bởi vì tin tức trên lệch, bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, thậm chí mất đi cơ hội lật ngược thế cờ. Phó bản độ khó càng cao, càng không thể làm người mù cùng kẻ điếc, nhất định phải truy hỏi tới cùng. Thân là kẻ vượt qua cấp S, ý kiến của hắn thắng được mọi người tôn trọng. Ly, Ly Nguyên Thượng Thảo chậm rãi gật đầu, tán đồng cách nói của đội trưởng. Trương Nguyên Thanh tiếp tục nói. Tốt, trở lại chuyện chính, nếu tôi là nói nếu phát ra lực lượng nguyền rủa là con mèo này trong quan tài trên logic có phải liền hợp lý hay không cái này cũng phụ họa nhắc nhở trong nhiệm vụ ẩn phát ra nguyền rủa là mèo lý thuần phong ngẫm nghĩ mắt sáng lên đúng vậy người bố trí nghi thức này chính là nhìn trúng một điểm này cho nên mượn dùng con mèo nguyền rủa a à, tôi gọi hắn con mèo nguyền rủa đi cho nên mượn dùng lực lượng con mèo nguyền rủa bố trí nghi thức để người tiến vào phòng đều bị nguyền rủa. Trương Nguyên Thanh nói, nhưng nếu như vậy, vấn đề lại tới rồi, là ai bố trí nghi thức sát mèo? Bà Vương rất hiển nhiên là người thường, sau lưng nhất định có người dạy bà ta, là Từ Tú Nhi. Thanh niên mặt tròn cực ngẫu suy đoán. Không. Trương Nguyên Thanh lập tức phủ quyết. Vì sao? Cực ngẫu không phục, đám người nữ vương cũng ném ánh mắt nghi hoặc về phía Trương Nguyên Thanh. Trương Nguyên Thanh chậm rãi, nói ra ý nghĩ của mình. Bố trí nghi thức sát mèo cùng quan tài nuôi dưỡng con mèo nguyền rủa hẳn là cùng một người dạy. Mọi người nghĩ một chút, hai thứ này tác dụng là cái gì? Nữ vương tiếp nhận đề tài, quan tài là phong ấn cùng nuôi dưỡng con mèo nguyền rủa sát mèo là thu thập lực lượng nguyền rủa Trương Nguyên Thanh lắc đầu, sát mèo còn có một tác dụng, chính là ngăn chặn nguyền rủa trên thân con mèo nguyền rủa ngăn chặn nó điên cuồng cùng khát máu nghe được lời này mọi người bỗng nhiên nhớ tới hiện tượng sau khi xác mèo nghi thức bị phá con mèo nguyền rủa biến thành hung ác điên cuồng thô bạo đánh mất lý trí lý thuần phong bừng tỉnh đại ngộ cho nên sự tồn tại của quan tài và xác mèo là vì áp chế con mèo nguyền rủa đồng thời lại nuôi dưỡng nó nếu mấy thứ này là xuất phát từ tay bà vương vậy liền có thể lý giải bà ta muốn trong con trai che chở con trai không để hắn biến thành quái vật rõ đầu rõ đuôi nhưng từ góc độ kẻ thù mà nói, khẳng định là đối phương càng thống khổ càng điên cuồng, cô ta mới càng giải hận. Trương Nguyên Thanh đang nghe chuyện trên TV audio cv gật đầu, cho nên nguyện rũ cùng bố trí nghi thức sát mèo ra từ tay người khác nhau. người hạ nguyện rũ là từ tú nhi vậy chỉ đạo bà vương bố trí sát mèo cùng quan tài là ai đây? hắn cùng mẹ con bà vương là quan hệ gì? ở trong đó sắm vai nhân vật gì? trong đầu mọi người hiện lên một nhân vật. Hạ đức tinh quân hiếm thấy đuổi kịp bước chân suy nghĩ, nói Hẳn là một trong năm người hiện có, có thể có bản lãnh này, có thể là vị pháp sư kia triệu viên ngoại mời đến hay không? Quan Nhã Tán Dương gật đầu, cười nói, phó bản này càng lúc càng thú vị, giữa sáu người ở lại trong thôn trấn, rốt cuộc có quan hệ thế nào? Trong sự kiện dân cư thôn trấn xói mòn, bọn họ lại sắm vai nhân vật gì? Nhìn lại đến nơi đây, Trương Nguyên Thanh nên nói đều đã nói xong, nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi tìm từ quả phụ đi. Các đồng đội không có ý kiến, nữ vương vút vòng tròn bên tai trái, thản nhiên nói. Tuy vừa rồi nguy cơ trùng trùng, suýt nửa đoàn diệt, nhưng tôi rất có lòng tin đối với nhiệm vụ kế tiếp. Loại phó bản yêu cầu cao độ này, chúng ta phân tích rất thấu triệt rất rõ ràng, không có quá nhiều mê mang cùng khó hiểu. Chỉ cần không mê mang, đừng khó đi nữa, tôi cũng có lòng tin. Hỏa Đức Tinh Quân tỏ vẻ đồng ý, Hắn kinh ngạc bởi phó bản phức tạp như vậy, các đồng đội lại có thể phân tích rõ ràng minh bạch, đều là người rất có đầu óc nha, đặc biệt Nguyên Thủy Thiên Tôn này. Mê mang, chiêu số lại khó đi, ta cũng có tin tưởng. Hỏa Đức Tinh Quân tỏ vẻ đồng ý, hắn kinh ngạc cho như vậy phức tạp phó bản, đội hữu nhóm lại có thể có thể phân tích minh rõ ràng bạch, đều là rất đầu não nhân a, hơn nữa này Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tuy ở trong chiến đấu vừa rồi, hắn chưa biểu hiện ra chiến lực quá chói mắt, nhưng trong việc nhìn nhận lại ở sau đó, vị thiên tài chính phủ liên tục vượt qua hai cái cấp S này đã bày ra nhạy bén cùng trí tuệ khiến hỏa đức tinh quân tán đồng. Ba người cực ngẫu Lý Thuần Phong cùng Ly Ly Nguyên Thượng Thảo chưa nói gì, nhưng đối với chỉ lệnh đội trưởng phát ra chấp hành theo bản năng, xoay người đi ra khỏi phòng. Đoàn người đi về phía giếng trời ngoài phòng. Quan Nhã cùng Trương Nguyên Thanh tục lại phía sau, lão ti cơ cười tủm tỉm nói. Không tệ. Trương Nguyên Thanh đang muốn đáp lại, liền thấy lão ti cơ di chuyển ánh mắt xuống, khóe miệng nhếch lên, rất không tệ. Má trương nguyên thanh nóng lên, hiếm thấy lộ ra nét xấu hổ. Hắn dù sao chỉ là một sinh viên chưa từng có bạn gái, thuộc loại chim non ngoài miệng vĩnh viễn không chịu mềm, khi đau thật thương thực liền nhát gan. Bình thường đùa dẫn múa mép khu môi lái xe với lão ti cơ là cực hạn, nhưng vừa rồi bại lộ, vượt qua điểm mấu chốt tâm lý của sinh viên. Lúc này bị bình đầu luận chân, liền cảm giác da mặt có chút ăn không tiêu. Thấy hắn xấu hổ quẩn bách, quan nhã đắc ý cười lên, cảm giác vẫn là mình kỹ năng cao hơn một bậc. Cười cái gì mà cười? Hít sâu một hơi, Trương Nguyên Thanh cố gắng chống đỡ nói, vậy chị hài lòng chưa? Có bị dọa hay không, tôi rõ ràng từ ánh mắt chị thấy được chấn động cùng ngoài ý muốn. Quan nhã cười ha ha nói, chị khẳng định sẽ không mang nhóc của cậu công bố ra ngoài, nhưng nữ vương thì không nhất định, nữ nhân đều lắm chuyện, vừa rồi cô ấy nhìn cậu tận vài lần. Trương Nguyên Thanh suýt nữa muốn đuổi theo nữ vương, thảo luận vấn đề phí bịt miệng. Hắn cũng không muốn chờ sau khi rời khỏi, phát hiện các diễn đàn hành giả chính phủ đều đang thảo luận nhóc của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đây là gánh nặng một người trẻ tuổi 21 tuổi không thể thừa nhận. Tiệm thợ rèn. Lý Hiển Tông ngồi bệt trên mặt đất, há mồm thở dốc. Cả người hắn máu tươi đầm đìa, cánh tay trái hiện ra vặn vẹo, trên người có nhiều chỗ vết đao chém vật cùng đánh bị thương năm đồng bạn khác cũng chằng chịt vết thương hoặc nằm ở trên mặt đất hoặc ngồi dựa vào tường tham lam hít thở không khí quanh bọn họ là bệ rèn đổ nghiêng là lò lửa rạn nứt là than củi phân tán đầy đất là đồ sắt gãy cùng với thợ rèn vương đầu bị chém xuống hắn ngã ở trên một đống thang lửa đỏ lên máu tươi hòa vào lửa thang cách mấy mét là cái đầu bị lý hiển tông tự tay chém xuống trừ thợ rèn vương còn có một cái xác tráng hán đầu trọc người trung niên khô gầy chống đầu gối đứng dậy đá cái xác tráng hán đầu trọc hùng hổ mắng vậy đã chết à tao còn chưa biết tên của hắn đâu lý hiển tông thở hổn hển nhếch miệng cười nói vì sao phải biết tên chúng ta loại người này liếm máu trên lưỡi đao thời điểm nên chết tự nhiên sẽ chết chết có ý nghĩa đúng thế nếu biết tên vậy chính là bạn bè rồi cần gì chứ hề hề chết rồi cũng tốt, chết sớm siêu thoát sớm, rời xa thế giới khốn kiếp này. Mấy đồng bạn khác cười hề hề phụ họa. Bọn họ không để ý sống chết, kẻ địch, người không liên quan, bao gồm chính mình. Người đắm chìm vào vết chóc, đối với cái chết có sự chết lặng người thường không có. Lý Hiển Tông hướng tới người trung niên khô gầy phất tay, nói, mày vào cửa hàng nhìn xem, bên trong hẳn là có manh mối. Người trung niên khô gầy lập tức vào chỗ sâu trong cửa hàng, vài phút sau quay về, ngạc nhiên nói lão đại gian cửa hàng này có chút cổ quái sân sau của tiệm thợ rèn có hai gian nhà lớn gian phòng bên phải là khu vực sinh hoạt của thợ rèn bên phải là kho hàng chất đống đồ sắt người trung niên khô gầy trước dẫn theo đám người lý hiển tông tới kho hàng chất đầy đồ sắt đẩy ra cửa kho phủ đầy bụi đã lâu một mùi gỉ sét rất nặng nề đập vào mặt lý hiển tông bước qua bậc cửa tiến vào kho hàng ánh mắt trầm ổn đảo qua kho hàng chỉ thấy trong kho hàng bày đủ loại dụng cụ hành hình, trong mấy thứ này có dao cạo, kim thép, cái vật, bàn ủi, gông đứng, ghế hùng vân vân. Lý Hiển Tông nheo mắt, cái này không giống với dụng cụ hành hình của Ikawa cô gái biến thái kia, đồ vật trong kho hàng là dùng để tra tấn người ta, dụng cụ hành hình thật sự. Đại đa số chúng nó đã phủ đầy tro bụi, loang lỗ vết kỹ, còn có cái vô cùng mới tinh, như là vừa chế tạo không lâu nếu ngươi không phải đặc biệt đối với hắn mỗi một câu cảm thấy hứng thú. Một tên thợ rèn, trong kho hàng vì sao sẽ có nhiều dụng cụ hành hình như vậy? Không cần tùy ý dùng, chú ý, nhân công năng, bởi vì chú ý lấy nói chuyện là một thanh niên cường tráng, hắn ngũ quan bình thường, khuôn mặt kiệt ngạo, nhìn qua là biết không phải loại lương thiện, là loại người trẻ tuổi rất hiếu chiến. Tiên sau, hắn toàn bộ phát thiếp hồi thiếp đều đã lấy thông báo phương thức điện thoại di động bản nhưng loại khí chất này ở trong nghề nghiệp tà ác thuộc về thường thường không có gì lạ. Đặc điểm duy nhất của thanh niên này là thiếu mất tay trái, tự như là bị vật sắc cắt mất. Nhắc nhở của ngươi. Người trung niên khô gầy nói. Không chỉ như thế, bọn mày nhìn kỹ, những dụng cụ hành hình này có mới có cũ, thợ rèn vương kia còn đang không ngừng tạo ra dụng cụ hành hình. Nói xong, người trung niên khô gầy nhặt lên hai con dao cạo một cây loan lỗ vết gỉ một cây lưỡi dao sáng như tuyết hắn đang lặp lại không có ý nghĩa rèn dụng cụ hành hình lý hiển tông đưa ra phán đoán như kết luận thanh niên thiếu mất tay trái nhíu mày nói logic sau lưng hành vi này là cái gì hoặc là đây chỉ là một sự cài đặt không có ý nghĩa không cần để ý tới lúc này một gã đồ âu dày da kinh ngạc vui vẻ nói bọn mày xem tao đã phát hiện cái gì mọi người nghe tiếng nhìn lại trong tay hắn là một chiếc đinh thép màu đỏ sậm dài chừng hai tấc màu đỏ sậm là vết máu khô ánh mắt lý hiển tông khẽ lóe lên từ trong tay hắn tiếp nhận đinh thép và dây sau một tin tức hiện lên tên đinh nguyền rủa loại hình tiêu hao phẩm công năng thực linh giới thiệu cái đinh thép này từng đâm thủng trái tim một vị cường giả trước khi chết quán niệm của cô quấn quanh ở trên đinh thép hình thành nguyền rủa toàn bộ người bị đinh thép đâm bị thương, linh hồn sẽ bị nguyền rủa mà tiêu vong. Ghi chú, ta nguyền rủa ngươi, nguyền rủa ngươi chết oan chết uổng giống với ta. Vật phẩm tiêu hao rất yếu ớt. Lý Hiển Tông hắt một tiếng, cái này rất hợp lý, không phải sao. Xử lý một vị quái tinh anh yếu ớt, cũng nên bổ sung chúng ta một ít vật phẩm mạnh mẽ. Hắn nhìn quanh mọi người, vật phẩm tiêu hao này tao bảo quản, không có ý kiến chứ. Các đội viên khẽ lắc đầu nghề nghiệp tà ác tôn trọng vũ lực cường giả vi tôn một khi xác nhận thân phận liền có được quyền thống trị chắc chắn kẻ không phục có thể khởi xướng khiêu chiến nhưng phải làm tốt trả giá bằng tính mạng mà ở trong nghề nghiệp hợp pháp không thiếu được phải bỏ phiếu hoặc là bàn bạc phải trải qua được người khác phản đối tiếp theo đám người lý hiển tông kiểm tra qua loa mỗi một dụng cụ hành hình đồ sắt chưa phát hiện đạo cụ cùng tiêu hao phẩm nữa sau đó đoàn người rời khỏi kho hàng đi về phía căn nhà thợ rèn vương ở lại. Kẻo kẹt, vị trí sát cửa sổ bố trí một cái giường xây bằng gạch, ở giữa là một cái bàn vuông, đối diện giường là tủ quần áo. Mọi người tìm kiếm một lúc, ở trong tủ gỗ để quần áo phát hiện một quyển sổ sách. Lý Hiển Tông Thân là đội trưởng mở ra quyển sách đóng một chỉ, nhìn một cái, liền nhìn về phía các đồng đội, nói tai biết chữ phồn thể. Sổ sách là dùng chữ phồn thể viết, chữ viết lại xấu, Lý Hiển Tông phát hiện trình độ văn hóa của mình không đủ để chống đỡ hắn hoàn thành việc đọc. Chữ phồn thể. Đám nghề nghiệp tà ác nhìn nhau, nhất thời lâm vào trầm mặc. Nhưng người đàn ông đồ Âu dày da bước ra khỏi hàng, nói để tôi xem chút. Lý Hiển Tông khẽ thở vào, đưa quyển sổ cho đối phương. Người đàn ông đồ Âu dày da đọc đi đọc lại hồi lâu, cười nói, đây là thu chi của tiệm thợ rèn, tôi biết những dụng cụ hành hình này là bán cho ai rồi, là một người tên là Triệu Viên Ngoại nhưng số lượng trên sổ sách không quá khớp với chúng ta nhìn thấy, dụng cụ hành hình trong kho hàng quá nhiều, xa xa vượt qua số lượng triệu viên ngoại đặt hàng. Số lượng không đúng, Lý Hiển Tông nhíu nhíu mày. Hắn mơ hồ phát hiện đây là một tin tức, tin tức phó bản tiết lộ cho Linh Cảnh Hành giả. Lý Hiển Tông từng trải qua một lần phó bản cấp A, bằng không làm sao xứng là thiên tài, phó bản độ khó càng cao, càng khảo nghiệm năng lực của Linh Cảnh Hành giả. Rất nhiều tin tức cần tự mình đi đào móc lý hiển tông mang ý nghĩ của mình báo cho các đồng đội người trung niên khô gầy suy nghĩ một lát không quá xác định nói tao có một suy đoán chỉ là không dám khẳng định thợ rèn vương kia tựa như bị nguyền rủa tao từ trên người hắn ngửi được một tia khí tức nguyền rủa người trung niên khô gầy giải thích nguyền rủa là năng lực của vua cổ sư giai đoạn thánh giả tao còn chưa tới trình độ đó cho nên không dám cam đoan tiếp đó chính là đây là phó bản trận doanh đối kháng có nguyền rủa tồn tại rất khác thường cũng không kỳ quái nguyền rủa phó thanh dương đánh giá tin tức ra kết luận nguyền rủa hắn không ngừng rèn dụng cụ hành hình hắn không rối rắm quá lâu tuyên bố rời khỏi nơi này tìm kiếm triệu viên ngoại hắn hẳn là mục tiêu kế tiếp của chúng ta chúng ta phải vượt ở trước trận doanh hợp pháp đi xong nhiệm vụ phụ tuyến tú nhi tú nhi trương nguyên thanh đi ở con đường phía tây trấn nhỏ mở cổ họng hô lớn tú nhi của anh em ở đâu? mấy người bọn quan nhã nữ vương yên lặng đi theo phía sau trương nguyên thanh nữ vương vừa quan sát xung quanh vừa nhỏ giọng hỏi người đẹp con lai bên cạnh hắn vẫn luôn mạnh giao tiếp như vậy sao đối với nguyên thủy thiên tôn trong truyền thuyết cô vẫn luôn duy trì sự tò mò mãnh liệt ở chung ngắn mũi phát hiện kẻ danh tiếng lan xa này cũng không có ngạo khí và lạnh lùng cũng không có khiêm tốn cùng nóng nảy của con cưng ông trời nói nhiều không cứng nhắc bất cứ chuyện gì cũng có thể tán gẫu với ai cũng có thể chém gió mà nàng cũng không phản cảm tính cách như vậy quan nhã ta à, một tiếng cậu ta vừa gia nhập ngũ hành minh không đến một tuần đã rất thân quen với các đồng nghiệp phó thanh dương cô biết chứ đương nhiên biết đó là con cưng ông trời thật sự nữ vương sờ sờ vòng bạc ở vành tai cười nói nghe nói rất tuấn tú nhưng rất cao ngạo lạnh lùng khó có thể ở chung Nữ đồng nghiệp tôn sùng hắn không nhiều bằng linh quân kia của Thái Nhất Môn, nhưng đều rất trung thành. Nữ vương nghiêng đầu, nhìn nữ đồng nghiệp dung mạo xinh đẹp cởi mở, nói. Ngay cả linh quân kia, cũng rất chán ghét hắn, gặp nguyên thủy ở bên người, phó thanh dương liền nhiều lời hời. Nữ vương chấn động, cảm khái, đây là cái gọi là thiên tài tiếc nhau sao? Không, phó thanh dương chỉ là chán ghét nghe nguyên thủy nịnh bợ. Lúc này, hỏa đức tinh quân bực bội nói, từ quả phụ thật sự ở phụ cận sao có thể là bà vương đang gạt chúng ta hay không bọn họ đã tìm nửa giờ trương nguyên thanh gọi sắp vỡ cổ rồi nhưng bóng dáng từ quả phụ trong truyền thuyết cũng chưa xuất hiện tìm không thấy liền ý nghĩa nhiệm vụ khó có thể tiến hành tiếp lúc này mặt trời chói chang nung nóng cổ trấn đi nửa giờ mọi người toát đầy mồ hôi không thể không ở trong một cái ngõ nhỏ tránh nắng tạm nghỉ ngơi hồi phục lý thuần phong dựa lưng vào tường trắng cũ kỹ lấy tay quạt gió, nói chúng ta có phải bỏ sót tin tức gì hay không? Bỏ sót tin tức. Trương Nguyên Thanh cúi đầu suy tư, ở trong đầu lướt qua chi tiết một lần, chưa phát hiện có cái gì bỏ sót. Nhưng, không cảm giác ra, không có nghĩa là không có, nếu mình vẫn phát bệnh cũ, hẳn là có thể nhớ lại toàn bộ chi tiết, nhưng không có lãi nha. Nữ vương dựa sát Trương Nguyên Thanh, trầm ngâm vài giây, nói, không, chúng ta không bỏ sót manh mối quan trọng, tin tức từ quả phụ, chỉ từng xuất hiện hai lần một lần là bà vương nói tới địa chỉ của cô ấy một lần khác là con bù nhìn kia nhưng cái này không có quan hệ với khốn cảnh chúng ta trước mắt gặp phải thanh niên mặt tròn cực ngẫu nhíu mày nói thời tiết có chút nóng làm người ta tâm phiền ý loạn tôi khác nước mọi người thì sao tôi cũng khác nước trương nguyên thanh nhất thời nhìn về phía nữ vương cười nói nữ vương bệ hạ ban thưởng chút nước đi nước gì chứ lời này của cậu nghe là là nữ vương nói thầm nhưng nếu chị là quan nhã câu này của tôi liền nhìn chằm chằm bộ ngực của chị mà nói trương nguyên thanh thầm nhủ lái xe với quan nhã là phục vụ sở thích lão ti cơ thích kiểu này nhưng lái xe với cô nương khác thì tỏ ra hắn đáng khinh vị nữ vương này chỉ nhìn bề ngoài hoàn toàn là mỹ nữ ngự tỷ hoa tai lớn trang điểm khói dưới áo đơn bó cùng quần sóc là dáng người trưởng thành núi non trùng điệp nhưng khác với quan nhã thích lái xe cô ở phương diện này tương đối ngốc thủy yêu có thể điều khiển nước không giả nhưng không thể tự dưng biến ra nước thấy các đồng đội nóng nực khó chịu cô nghĩ một chút nói tôi đi bờ sông vận chuyển một ít nước tới đây cho mọi người nước bẩn nữa trải qua thủy yêu chúng tôi chiết xuất cũng có thể trực tiếp dùng để uống quan nhã nhắc nhở đừng cách quá xa nữ vương đầu cũng không ngoảnh lại bớt lo đi trước khi đi xong phụ tuyến không gặp được trận doanh tà ác lý hiển tông nhìn theo bóng lưng thước tha của cô đi xa thu hồi ánh mắt nói tôi cho rằng muốn tìm được từ tú nhi cần phương thức đặc biệt mới có thể kích hoạt nhưng trước mắt cho quá ít tin tức rất khó cân nhắc ra phương pháp kích hoạt quan nhã nhắc nhở không ngại từ bối cảnh nhân vật xuất phát bối cảnh nhân vật xuất phát lý thuần phong trầm ngâm nói cô ta là quả phụ nghi ngờ nguyền rủa con trai bà vương rất có thể là vu cổ sư. Con trai bà Vương từng có thương tổn đối với cô ta, quá nửa ban đêm xông vào nhà quả phụ. Nhưng nơi này có cái bất logic, đã là vu cổ sư, lại nào sẽ bị một gã đàn ông bình thường thương tổn chứ? Đương nhiên, chúng ta không thể xác định con trai bà Vương rốt cuộc có phải người đặc thù hay không, hơn nữa cái này không có quan hệ quá lớn với khống cảnh trước mắt. Anh đang nói cái gì thế, phân tích cả đống lớn, cảm giác cũng không có trọng điểm, các người loại học giả này chỉ thích miên man suy nghĩ. Hỏa đức tinh quân bất mãn nói, chuyện này rất đơn giản nha, con bà Vương từng ngủ cô ta, cô ta nguyền rủa con bà Vương, cho nên cô ta chán ghét đàn ông. Chán ghét đàn ông, cho nên tránh chúng ta có đạo lý. Cật ngẫu dáng người hơi béo liên tục gật đầu. Có đạo lý cái rắm. Ly Ly Nguyên Thượng Thảo thản nhiên nói, chẳng lẽ Linh Cảnh Hành giả trước kia chưa từng đi kịch tình này. Trong bọn họ không có đàn ông, cái này cật ngẫu mặt tròn không đáp được quan nhã trầm ngâm nói không hỏa đức tinh quân suy đoán là có đạo lý tôi có một phỏng đoán nếu nếu một cửa ải này là cần một nữ hành giả đi kích hoạt thì sao lời của cô khiến mọi người ở đây biến sắc không cần lo lắng chỉ là phỏng đoán mà thôi trương nguyên thanh lên tiếng ổn định lòng quân hắn cho rằng quan nhã suy luận không quá đúng ma quân từng nói phải chống lại sắc đẹp dụ hoặc cùng xúc động giết chóc Thứ sau đã thực nghiệm thành công. Ma quân nói không phải giả. Dựa theo ý nghĩ bình thường, đối mặt một quả phụ, cần chống lại sắc đẹp chẳng lẽ không phải nam nhân sao? Sao có thể là dựa vào nữ hành giả đi kích hoạt quả phụ một cửa ải này? Cho nên Trương Nguyên Thanh cũng không hoảng, phỏng đoán của Quan Nhã 89 phần 10 là sai. Nhưng, đây quả thật là một biện pháp tốt nghiệm chứng điều kiện kích hoạt. Trương Nguyên Thanh nhìn về phía Cật Ngẫu, nói, cậu đi tìm nữ vương trở về. Đây là một cơ hội nghiệm chứng điều kiện kích hoạt, nếu Cật Ngẫu mất tích mà nữ vương trở lại thì nói rõ hắn phán đoán là đúng. Trái lại, Quan Nhã phỏng đoán mới là đúng. Thanh niên hơi béo gật gật đầu, phục tùng cao độ đối với chỉ lệnh của đội trưởng, lập tức đi ra khỏi ngõ nhỏ. Ba phút sau, Cật Ngẫu và nữ vương đều chưa trở về. Hỏng rồi. Hỏa Đức tinh quân trầm giọng nói, bọn họ đã xảy ra chuyện. Nếu chuyên môn tìm người, tính mục đích rõ ràng đi nhanh về nhanh, 3 phút là đủ. Lúc này còn chưa trở về, hoặc là cực ngẫu chưa tìm được người, hoặc là hai người cùng nhau gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Ly Ly Nguyên Thượng Thảo nhíu mày nói, bọn họ một người là thủy quỷ cấp 3, một người là thổ quái cấp 2, cho dù gặp nguy hiểm, cũng có đủ năng lực chống lại, không nên yên tĩnh như vậy. Mọi người nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, trưng cầu ý kiến của đội trưởng. Trấn âm dương này khắp nơi lộ ra quỷ dị, hai người bọn họ chưa chắc có cơ hội phản kháng, giống chúng ta trước đó chưa phản ứng lại, đã biến thành mèo. Lý Thuần Phong nói, chờ không thì không được, cùng nhau đi tìm. Mọi người lao ra khỏi ngõ nhỏ, hướng tới phương hướng nữ vương cùng cực ngẫu trời đi chạy như điên, thời gian mười mấy nhịp thở sau liền đi tới bờ sông. Dòng nước uống lượng, con đường do từng viên gạch xây thành, trống trơn không người, không tiếng động. Cật ngẫu cùng nữ vương không thấy nữa hai người đang yên đang lành, bỗng dưng biến mất. Đặc sắc, phải mau chóng tìm được bọn họ, muộn một giây cũng có thể là nguy cơ sinh tử. Hỏa đức tinh quân sắc mặt khó coi. Điều này làm hắn nhớ lại tình huống bị con mèo lớn giết trong nháy mắt. Nếu là nữ vương và cực ngẫu gặp được nguy cơ cấp bậc ngang nhau, lúc này chỉ sợ đã gặp bất trắc. Hỏa đức tinh quân vẻ mặt vội vàng sao động, u như rùi bọ không đầu nhìn lung tung khắp nơi, la lên nữ vương cùng cực ngẫu. Lily nguyên thượng thảo mặt nhăn mày nhíu nhìn chung quanh tìm tòi bốn phía quan nhã cũng nhíu mày cảm thấy khó giải quyết số lượng phó bản cô trải qua vượt xa lý thuần phong nhưng độ khó đều không cao cấp a là lần đầu tiên gặp được kinh nghiệm ứng đối phó bản đẳng cấp cao là không bằng lý thuần phong không cần vội càng quỷ dị an toàn ngược lại càng cao bằng không độ khó phó bản này liền mất cân bằng trương nguyên thanh chịu đủ phó bản cấp s ra tấn là bình tĩnh nhất tốc độ nói cực nhanh nói, ít nhất chúng ta xác nhận một điểm, đó chính là phải tách ra mới có thể kích hoạt kịch tình từ quả phụ. Hơn nữa tôi cho rằng, tách ra không phải chỉ hành động đơn độc, mà là nam nữ tách ra. Bây giờ, chúng ta cần đi vào kịch tình, bằng không nữ vương và cực ngẫu liền thật sự có nguy hiểm tính mạng. Một đoạn lời này của hắn, đường lối suy nghĩ rõ ràng, nhanh chóng ổn định lòng quân. Cảm xúc vội vàng sao động của hỏa đức nguyên quân thoáng bình tĩnh lại. Quan nhã nói, tôi ở lại tại chỗ, các ngươi quay về, thẳng đến lúc chúng ta nhìn không thấy lẫn nhau. Trương Nguyên Thanh nhìn cô một cái thật sâu. Cẩn thận, chị ở lại tại chỗ không nên cử động, nếu tôi phát hiện vẫn như cũ không thể kích hoạt kịch tình, liền lập tức về tìm chị. Nói xong, hắn không tiếng động phun ra một luồng âm khí, để lại tiểu đậu bỉ nơi này. Như vậy, hắn có thể ở thời điểm cần thiết, thông qua thị giác của tiểu đậu bỉ thấy Quan nhã tương tự camera theo dõi. Cật ngẫu và nữ vương vô duyên vô cớ biến mất, nghề nghiệp có phần năng lực này, Trương Nguyên Thanh trước mắt biết là mị hoặc của thần giả du cùng ảo thuật của huyễn thuật sư. Mặc kệ là một loại nào, tiểu đậu bỉ làm linh phó, đều có thể phát huy một ít tác dụng. Kém nhất cũng có thể đảm đương nhân vật, mắt giả một lần, nay tiểu đậu bỉ trải qua thăng cấp, đã bước đầu có năng lực đối địch, chạy trốn, Trương Nguyên Thanh đối với linh phó nhà mình vẫn là có chút tin tưởng. Quan Nhã cười, chỉ biết, không cần lo lắng. Lập tức, Trương Nguyên Thanh dẫn ba đồng đội, hướng đường cũ chạy như điên. Rất nhanh, bốn người chạy về đầu ngõ nhỏ ban đầu, hỏa đức tinh quân chưa dừng lại, chỉ là thả chậm bước chân, nhìn quanh căn nhà hai bên con đường, một lần nữa hô, Tú Nhi, Tú Nhi, cô ở đâu? Đột nhiên, cửa sổ lầu hai căn nhà sát đường bên trái mở ra, một thanh âm mềm mại đáng yêu tận xương đáp lại, các vị quan nhân, là đang tìm tôi sao? Thanh âm bay vào trong tai bốn người đàn ông, tê tê ngứa ngứa, tựa như người tình ở bên tai nói nhỏ, làm xương cốt người ta mềm đi một nửa, đúng vậy đúng vậy. Lý Thuần Phong nhìn về phía cửa sổ, không tự chủ được nói. Đúng vậy đúng vậy. Ba người khác cũng đáp lại. Thanh âm đó biển chuyển hàm xúc tỉ tê, nói, tôi ở ngay trên lầu, các vị quan nhân lên lầu một chuyến. Lý Thuần Phong, Trương Nguyên Thanh cùng hỏa đức tinh quân theo bản năng di chuyển bước chân, đi về phía căn nhà đó. Trong cửa sổ mở rộng ánh sáng yếu ớt, lộ ra một sự âm trầm không hiểu. Thiếu niên một yêu u buồn trầm tỉnh bỗng giật mình một cái, nghĩ tới một chi tiết, vừa rồi khi cửa sổ mở ra, bọn họ liền lập tức phát hiện, nhưng lúc đó cũng chưa nhìn thấy bên cửa sổ có người. Cửa sổ kia giống như là tự mình mở ra, hoặc là thứ không nhìn thấy mở ra cửa sổ. Ý niệm lung tung vốn không có quá nhiều trong lòng Lily li Nguyên Thượng Thảo nhanh chóng thối lui, vội vàng kéo cánh tay các đồng bạn. Lý Thuần Phong bỗng bừng tỉnh, thấp giọng răng dạy Trương Nguyên Thanh Hỏa Đức Tinh Quân, hai người là chưa từng thấy nữ nhân sao, bị ma quỷ ám ảnh. Trương Nguyên Thanh cùng Hỏa Đức Tinh Quân lộ vẻ mặt xấu hổ. Ly Ly Nguyên Thượng Thảo nhìn đội trưởng chính nghĩa nghiêm túc, biểu môi. Nhưng Trương Nguyên Thanh ho khan một tiếng, cao giọng nói, Tú Nhi Nương Tử, có thể nhô đầu ra, để chúng ta chiêm ngưỡng phương dung hay không? Nghe đội trưởng nói năng mặt dày vô sĩ như thế, trong lòng ba người khẩn trương một phen, có loại cảm giác chuyện không biết xấu hổ có người xử lý. Ánh mặt trời đang chói chang, nhưng trong cửa sổ kia tựa như cắn nuốt ánh sáng, giọng nữ mềm mại đáng yêu tận xương một lần nữa truyền đến. Các vị quan nhân đáng ghét, đừng có đùa giỡn người ta, các người đi lên đi, chớ để tôi chờ sốt ruột. Giọng nói quyến rũ tận xương, đám đàn ông bên dưới nghe mà động lòng. Lý Thường Phong vẻ mặt nghiêm túc, hạ giọng, nói, xem ra cô ta sẽ không xuống dưới, còn cần chúng ta vào nhà, bằng không kịch tình không đi tiếp được. Ba đồng đội gật đầu. Trương Nguyên Thanh trần chờ nói, tôi có loại dự cảm bất hảo, một cửa ải này chỉ sợ rất khó, thậm chí có phiêu lưu lật thuyền trong mương. Vì sao? Hỏa đức tinh quân nhíu mày. Trương Nguyên Thanh nói, bởi vì tôi háo sắc. Thật khéo, tôi cũng vậy. Lý Thuần Phong nói thầm trong lòng. Hỏa đức tinh quân thấp giọng nói, quan nhã cùng nữ vương kia đủ xinh đẹp chứ, gián người đủ tuyệt chứ, nhưng tôi nhiều nhất chỉ là thưởng thức vẻ đẹp của họ. Nhưng vừa rồi nghe tiếng từ quả phụ, cả đầu óc tôi chỉ có ngủ với cô ấy. Khéo, tôi cũng tương tự. Lý Thuần Phong nghĩ sắc mặt hắn không quá dễ coi, cảm thụ của hắn cùng hỏa đức tinh quân quả thực giống nhau như đúc. Bộ dáng hỏa đức và nguyên thủy đều không quá đáng tin, không chịu sắc đẹp dụ hoặc nhất là ly ly nguyên thượng thảo, nhưng hắn chiến lược xa không kịp hai người phải nghĩ cách để nguyên thủy và hỏa đức không chịu sắc đẹp dụ hoặc. Ánh mắt hỏa đức tinh quân lóe lên, ho khẽ hai tiếng, hấp dẫn các đồng bạn chú ý. Thật ra, yếu đồng ý sắc đẹp thực hồi tư, đàn ông háo sắc nguyên nhân là phản ứng sinh lý chi phối đầu óc, cái này giống anh đói bụng, anh liền nhất định phải ăn, đàn khuẩn trong cơ thể anh muốn ăn đồ ngọt, anh sẽ muốn ăn đồ ngọt. Cho nên từ góc độ nào đó mà nói, tư duy con người là chịu thân thể khống chế, đó là nguyên nhân rất nhiều nam nhân không thể khống chế sắc tâm của mình. Lily Ly Nguyên Thượng Thảo chậm rãi nói. Phản ứng sinh lý chúng ta không thể tự khống chế, bởi vì anh không thể ngăn cản thân thể tiết ra hóc môn, nhưng chúng ta có thể thông qua loại phương pháp khác, ảnh hưởng đầu óc, áp chế hóc môn tiết ra. Cậu thật hiểu biết nha. Lý Thuần Phong cùng Trương Nguyên Thanh nghe mà ngẩn ra. Trương Nguyên Thanh vội vàng hỏi, vậy phải như thế nào ngăn chặn hóc môn tiết ra? Ly, Ly Nguyên Thượng Thảo nói, không quá phức tạp, các anh chỉ cần ở trong lòng không ngừng nói với chính mình, cô gái xinh đẹp nữa cũng phải bài tiết, không tắm rửa sẽ chua hôi, cũng sẽ cậy chân, không chừng còn thối chân, tốt nhất ở trong đầu hiện ra hình ảnh tương ứng. Mặt khác, còn có thể thích hợp tưởng tượng một ít cảnh tượng càng không thể tiếp nhận hơn, ví dụ như "Đừng, đừng nói nữa, tôi đã tứ đại giai không." Trương Nguyên thanh tưởng tượng một phen, trùng mình một cái. Được rồi, vào đi thôi, sắc đẹp cũng chỉ có vậy mà thôi. Trương Nguyên Thanh bước về phía căn nhà. Bờ sông, quan nhã lặng lặng chờ đợi, tập trung tinh thần đề phòng xung quanh. Phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng gọi bất ngờ, quan nhã. Trong lòng người đẹp con lai rùng mình, vừa nhanh chóng xoay người, vừa bày ra tư thái đề phòng. Trong ngõ nhỏ phía sau, một cô gái trẻ tuổi mặc áo đơn, quần sóc, trang điểm khói chạy ra, tươi đẹp dễ gần, rõ ràng là nữ vương. Trong cảm xúc của cô có vui vẻ, có sợ hãi, có bất lực, nhưng chưa phát hiện địch ý khi cô chạy bước chân vấp váp, không có dấu hiệu sức lực, tiếp cận mình không phải vì đánh lén. Trong khí tức cô ấy có linh lực thuộc tính thủy, nồng hậu, quả thật là thủy quỷ, không phải ảo thuật, không phải ngụy trang. Trong đôi mắt đẹp của quan nhã ẩn hiện ánh sáng trắng, ánh mắt sắc bén của thám báo bình tĩnh quan sát nữ vương. Tuy đã xác nhận đối phương chính là nữ vương, nhưng quan nhã không có bất cứ sự vui sướng cùng lơi lỏng nào, bởi vì ở trong tầm mắt của cô, khuôn mặt đầy đặn của nữ vương biến thành gầy yếu, ánh mắt xanh xao mỏi mệt. Màu da ảm đạm, vẻ mặt quể oải. Cũng chỉ 10 phút không gặp, cô ấy thế mà trở nên tiều tụy như thế, như là bị cái gì rút hết tinh khí thần. Quan nhã, sao cô ở nơi này, người khác đâu? Nữ vương vẻ mặt bất ngờ, nhìn quanh, tìm kiếm bóng dáng người khác bọn họ đi nơi khác tìm cô rồi quan nhã chăm chú nhìn nữ đồng nghiệp hình dung tiều tụy hỏi sao cô đột nhiên biến mất thế đã gặp phải cái gì nghe vậy sắc mặt nữ vương trầm xuống thấp giọng nói tôi sau khi lấy nước xong liền tính quay về nhưng phát hiện mình đã lạc đường như thế nào cũng không tìm thấy mọi người tôi thử kêu gọi mọi người vẫn không đáp lại tôi sau đó sau đó nữ vương cảnh giác hướng phía sau nhìn vài lần vẻ mặt hoảng sợ nói Tôi nghe thấy phía sau có tiếng trẻ con cười, mặc kệ tôi chạy đến nơi nào, tiếng cười vẫn luôn đi theo tôi, nhưng khi tôi quay đầu, tiếng cười liền biến mất, lại chạy, lại vang lên, tôi như thế nào cũng không tìm thấy nó. Tiếng trẻ con cười. Trong mắt quan nhã sáng lên ánh sáng trắng nồng đậm, bao trùm con ngươi. Lúc này, cô thấy được càng nhiều thứ hơn, thấy sau lưng nữ vương vương ra một cái tay nhỏ màu xanh đen, đặt lên trên vai cô. Ngay sau đó, một đứa trẻ con màu da xanh đen thò đầu ra, khuôn mặt xấu xí, làn da nhăn nhúm, hai mắt trợn lên, lại không phải như cúc áo đen ngây thơ vô tà của trẻ con, mà là con ngươi màu trắng âm trầm. Trong lòng quan nhã trầm xuống, nó ngay tại trên lưng cô. Đám người trương nguyên thanh tới trước cửa chính căn nhà sát đường kia, cửa là cửa gỗ mở hai cánh phục cổ, hai cái vòng đập cửa loan lỗ vết kỹ. Hỏa đức tinh quân dẫn đầu đẩy ra cửa gỗ, ở trong tiếng kẻo kẹt, cửa gỗ phong trần nhiều năm mở ra. Trong phòng ánh sáng tối tăm, một mùi ẩm thấp một nát chỉ nhà cũ mới có đập vào mặt. Trong cửa hẳn là sảnh ngoài, đơn giản bày một ít bàn gỗ tủ gỗ, đơn sơ một mạc. Xuyên qua sảnh ngoài, bên trong là một cái sân giếng trời nho nhỏ, trung tâm sân có một khối bình đài nhỏ, bình đài tắm rửa ánh mặt trời giếng trời chiếu xuống, dựng một ít dàn trúc phơi quần áo. Bốn phía bình đài là sảnh trong, phòng, cùng với cầu thang nhỏ hẹp đi thông lầu 2. Bốn người nhìn nhau, Lý Thuần Phong nhìn về phía cầu thang bằng gỗ ánh sáng tối tăm, nói, theo sát tôi. Hắn dẫn trước đi lên cầu thang đi thông lầu một. Lối đi nhỏ hẹp tối tăm, cầu thang bằng gỗ niên đại xa xưa, mọi người dẫm xuống mỗi một bước, có thể nghe được tiếng kẻo kẹt. Rốt cuộc, bọn họ thông qua cầu thang không tính là dài, đi tới lầu 2. Lầu 2 là một gian khuê phòng, khắp nơi bố trí vật phẩm cô gái sử dụng, đối diện đầu cầu thang là một cái giường lớn khắc hoa bằng gỗ, màng màu đỏ rủ xuống, trên giường trải chăn mới, theo hoa. Bàn gỗ bên cửa sổ dựng lư hương đồng thao, có làng hương lặng lẽ bay bay. Bên cạnh cửa sổ, có bàn trang điểm, ngồi trước bàn là một cô gái ở trần, trên người chỉ khoác một món sa mỏng mỏng như cánh ve, bóng lưng đường cong yểu điệu, nửa bờ mông đầy đặn như trăng đè xuống ghế gỗ, càng thêm tròn trịa. Trong gương đồng sáng bóng có thể soi được, chiếu ra một dung nhan tưởng mừng tưởng giận, quyến rũ không kể. Thân thể của cô, dung mạo của cô, làm người ta không thể bắt bẻ, nhưng hấp dẫn người ta nhất là khí chất của cô, không thể miêu tả, làm người ta nhìn mà trầm mê, đầy đầu óc chỉ còn lại mấy chữ ít ít ít. Ánh mắt bốn người đàn ông như sắc gặp nam châm, dính chặt vào dáng người nổi bật của cô gái, khó có thể rời đi. Trương Nguyên Thanh, Ly Ly Nguyên Thượng Thảo cùng hỏa đức tinh quân vẽ mặt si mê, cảnh giác cùng cẩn thận vừa rồi, trong bất tri bất giác tiêu tán không dấu vết. Thình thịch, thình thịch, Lý Thuần Phong nghe thấy tiếng tim đập mãnh liệt của mình, bụng dưới dâng lên dục hỏa, tràn về tới nơi nào đó, mang đến sung huyết căng lên. Khu vực trung tâm cổ trấn Lý Hiển Tông đứng trước cửa một tòa trạch viện lớn, cổng trạch viện nước sơn lan lỗ, đầy lỗ sâu đục, tấm biển trên cổng cũ nát, kết mạng nhện. Xuyên qua tấm biển xám xịt, mơ hồ có thể thấy rõ chữ trên tấm biển, triệu trạch. Lý Hiển Tông sải bước lên bậc thang, tới trước cổng, nhẹ nhàng đẩy ra. Kẹt cổng lâu năm thiếu tu sửa phát ra thanh âm làm người ta ghê răng, chậm rãi mở ra. Đoàn người vượt qua bậc cửa, đi vào trong sân, sau khi nhìn quanh một phen, phát hiện nơi đây bỏ hoang đã lâu, vườn hoa sân trước đã sớm hoang phế, cỏ dại mọc lác đác. Trước sảnh ngoài mái công công bày cái vải nước cao bằng nửa người, tác dụng của loại vải nước này là lúc xảy ra hỏa hoạn, có thể lấy nước bất cứ lúc nào, thuộc về vật đi kèm với nhà giàu, tương tự với bình chữa cháy hiện đại. Mọi người xuyên qua sân trước, khi đến sảnh ngoài, từng đợt tanh tử từ trong vại nước bay ra, xông vào mũi. Thanh niên thiếu mất tay trái nhíu mày, chậm rãi tới gần, cúi đầu nhìn, thấp giọng mắng một câu, trong vại nước là một thi thể ngâm nát. Cẩn thận một chút, những thứ này có thể còn hung dữ hơn so với thợ rèn vương. Lý Hiển Tông cảnh báo một câu, đẩy ra cửa sảnh ngoài. Trong sảnh, khắp nơi đều có đồ gia dụng mục nát, nơi ánh mắt có thể đạt tới, trừ đổ nát chính là cho bụi nằm cạnh cửa là một thi thể, hư thối nghiêm trọng, xem trang phục hẳn là hạ nhân trong nhà. Lý Hiển Tông ngồi xổm xuống ở bên cạnh thi thể, không chút chướng ngại tâm lý dùng dao gập cắt quần áo thi thể, sau khi cẩn thận kiểm tra một phen, nói, tim gan cô ta bị móc đi rồi. Sáu người bỏ qua thi thể, tiếp tục hướng sân trong xâm nhập, ven đường nhìn thấy nhiều thi thể, tình hình khi chết đều là bị móc đi tim gan. Những thi thể này phân tán ở các nơi, mặt hướng ra ngoài nhà, tựa như là bị giết trên đường đào tẩu. Triệu trạch giống như từng trải qua một hồi giết chóc cực kỳ đáng sợ. Thanh niên mất tay trái nhìn quét xung quanh, hùng hổ nói, cái kịch tình này tao xem không hiểu. Cổ trấn này trống trơn, thợ rèn vương liên quan kịch tình bị nguyền rủa, mà triệu trạch hiển nhiên cũng gặp điều không lành. Trong đó tất nhiên có nguyên nhân, nhưng manh mối quá ít, không thể nào phỏng đoán, cho nên cho người ta một loại cảm giác không chân thực. Đương nhiên, cái này không ảnh hưởng bọn họ đi kịch tình lấy tình huống trước mắt phỏng đoán triệu trạch gặp điều không lành nhiệm vụ kế tiếp của bọn họ khẳng định là giải quyết tà vật nơi đây nhưng mà cảm xúc mê man sẽ làm lòng người trở nên tiêu cực thiếu cảm giác an toàn lý hiển tông thản nhiên nói loại tình huống này không có gì ngoài hai loại khả năng một phó bản trấn âm dương có nhiệm vụ ẩn hai giải được bí mật tuyến câu chuyện có thưởng thêm tiền lời sẽ tăng lên nhưng kèm theo tất nhiên là độ khó tăng cao đối với đội ngũ thực lực bình thường chỉ cần đi kịch tình cho tốt là được rồi nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha